Xin chào các bạn, sau đây là bài chia sẻ về cách sử dụng tính năng mark in mark out trong phần mềm Avid Liquid Pro. Tính năng mark in mark out các bạn được sử dụng rất là nhiều trong quá trình các bạn dựng phim. Phím tắt của phần mềm mark in mark out trong phần mềm Avid Liquid là mark in là phím I và mark out là phím O. Thì các bạn có thể nhấn phím bằng cách là các bạn di chuyển đến điểm mark in mark out, ấn chữ I và sau đó đến điểm out các bạn ấn chữ O. Thì nó sẽ tự động mark in mark out cho các bạn, hoặc là các bạn có thể là bỏ cái phím mark in mark out bằng chữ G. Ở đây nếu các bạn không được phím, các bạn có thể mở thành công cụ bằng cách kích phải chuột vào customize, sau đó các bạn đưa các cái công cụ mark in mark out in out và một cái điểm là chúng ta có thể là bỏ cái điểm mark in mark out đi. Ví dụ các bạn đến điểm cần mark in, các bạn nhấn chữ in, sau đó mark out, out. Hoặc các bạn có thể là boolean những cái clip từ đoạn clip đó đến clip này, hoặc là select. Sau đó chúng ta muốn mark in, mark out nhanh bằng cách kích vào đây, các bạn mark clip thì tự động nó sẽ mark in, mark out. Nếu các bạn muốn bỏ thì sẽ kích vào đây, chúng ta sẽ bỏ cái mark in, mark out đi. Khi mà chúng ta có điểm mark in mark out rồi thì chúng ta sẽ có rất là nhiều việc. Thay vì việc các bạn các clip này các bạn giữ control, các bạn kéo ra đây để tạo một cái bản copy, thì ở đây các bạn có thể là mark in mark out cái điểm mà các bạn muốn copy. Và các bạn muốn copy vào đâu thì các bạn sẽ kích vào cái phần ở đây là phần copy range. Có nghĩa là các bạn mark in mark out rồi thì các bạn chỉ việc kích vào đây thôi, và tự động sẽ copy cái điểm mark out đó sang một cái clip, là một cái nhóm đó sang đây. Hoặc là các bạn có thể là cắt, tức là chúng ta sẽ cắt cái mảng đó và chúng ta sẽ chuyển sang đây. Ở đây các bạn lưu ý một chút là chúng ta có thể là mark in mark out điểm range đó, chúng ta có thể là bỏ đi những cái phần chắc mà chúng ta sẽ tạo. Ví dụ ở đây tôi sẽ tìm đến những cái điểm, tức là chúng tôi chỉ có bật sáng cái phần chắc video phía bên trên thôi. Có nghĩa là khi các bạn là bật sáng cái chắc nào thì chắc đó sẽ được copy. Ví dụ tôi sẽ không copy hai cái chắc audio này và tôi sẽ chọn vào đây là copy range. Thì các bạn thấy thì chỉ video thôi. Trường hợp nếu mà mark in mark out mà tôi chỉ copy tiếng thôi thì các bạn cắt vào đây. Và các bạn có thể là xóa nó đi bằng cách là kích vào đây thì chúng ta sẽ bỏ những cái điểm mark in mark out. Ngoài ra điểm mark in mark out còn đưa vào cái trường hợp là khi chúng ta chọn fill hoặc export AVI thì các bạn bao giờ chúng ta cũng để ý nó cũng đều có phần between mark in out only, có nghĩa là chúng ta chỉ xuất trong cái vùng mà được mark in mark out thôi, ngoài cái vùng đó chúng ta sẽ không xuất. Thì đối với những cái phần video chúng ta sẽ xuất phần A phần B bằng cách mark in mark out, thay vì các bạn sẽ xóa đi sẽ phần dư thừa. Như vậy là sẽ cho phép chúng ta sẽ rất là linh động trong cái quá trình chúng ta sử dụng mark in mark out trong phần mềm Avid Liquid Pro. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.